Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson gặp gỡ người đồng nhiệm Saudi Arabia tại thủ đô Washington DC. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã vừa đích thân ra chào đón người đồng nhiệm Saudi Arabia Al Jubeir tại trụ sở Bộ Ngoại giao thủ đô Washington DC vào ngày thứ Sáu 12 tháng 1. Tại cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Washington và Riyadh, nhiều vấn đề quan trọng đã được mang ra thảo luận, trong đó bao gồm tình trạng chiến cuộc đang ngày một leo thang tại Yemen cũng như Syria. Cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan cũng là một trong số những trọng tâm chính trong cuộc thương thuyết giữa ông Tillerson và Al Jubeir. Các vấn đề liên quan tới Iran đã không được nhắc đến. Trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa mới tuyên bố sẽ áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt lên Tehran.